Nhà nông Phạm Duy Mạnh ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương chuyên canh các loại rau củ quả ngắn ngày từ nhiều năm nay, để luân canh cây trồng các họ trên cùng một diện tích canh tác, đồng thời giảm áp lực về đầu ra nông sản, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước. Bên cạnh 4 sào nhà lưới trồng cà chua, nhà nông Phạm Duy Mạnh đã chuyển sang trồng gần 1 hecta đậu phộng. Loại cây trồng ngắn ngày này có mức đầu tư tương đối thấp so với các loại rau củ quả, nhưng hiệu quả kinh tế mang lại tương đối khả quan. Cụ thể, với một sào đất, nông dân trồng 34.000 đến 36.000 cây đậu phộng. Sau khoảng 100 ngày đầu tư chăm sóc, cây đậu phộng bước vào giai đoạn thu hoạch, năng suất dao động từ 1 đến 1,2 tấn một sào, giá bán bình quân từ 10 đến 12.000 đồng một ký. Nhà nông có thu nhập từ 10 triệu đến 12 triệu đồng một sào. Còn với cây cà chua, nhờ được đầu tư theo hướng công nghệ cao nên chất lượng cà chua luôn ổn định, năng suất dao động từ 2,5 đến 3 ký một cây. Quan trọng là thông qua hệ thống tưới hiện đại, có tích hợp chức năng bón phân được lắp đặt từ nhiều tháng nay, chủ vườn có thể giảm từ 80 đến 90% công tưới nước bón phân. Phân bón có cái hệ thống nhỏ giọt này, chúng tôi chỉ cho vào phi là chúng tôi hòa tan xong là chúng tôi tưới, thì nó giảm được cái công, giảm được cái lượng nước của mình này, tưới bao nhiêu nó hấp thụ trực tiếp xuống luống và cây cà chua nó trực tiếp hấp thụ được. Tỉnh Lâm Đồng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với khoảng 60.000 hecta được ứng dụng công nghệ tiên tiến. Đó là điều kiện thuận lợi để nông dân tăng cường áp dụng các quy trình sản xuất mới, giảm chi phí đầu tư, mà năng suất và chất lượng nông sản vẫn đảm bảo. Đơn cử là tại những khu vực chuyên canh cây cà phê, do giá cà phê vốn nhân xô những năm gần đây tương đối thấp, dao động từ 30.000 đến 32.000 đồng một ký. Nên bên cạnh việc đầu tư theo hướng hữu cơ để bên đất bên cây, nhiều nông hộ trong tỉnh đã ưu tiên xen canh các loại cây trồng khác, trong đó có cây mắc ca. Thời gian gần đây, loại cây trồng được mệnh danh là nữ hoàng của các loại hạt này có giá bán khá cao, dao động từ 100.000 đến trên 120.000 đồng một ký, để giúp nhiều nhà vườn có thêm thu nhập, khuyến khích nông dân tham gia các hình thức liên kết sản xuất. Bên công ty thì chủ yếu là hướng dẫn người dân về, thứ nhất là cách chăm sóc, thứ hai nữa là thu hái, làm sao cho đảm bảo được chất lượng tốt nhất. Thêm cái hướng nữa là bao tiêu tất cả các sản phẩm đầu ra của bà con ở đây. Vùng nguyên liệu mà muốn đảm bảo được cái tốt nhất, cái quan trọng nhất là phải về thu hái. Tại vì riêng ở Lâm Đồng rất là nhiều loại trái, và nếu mà mình thu hoạch, nếu mà không đúng thì nó sẽ giảm đi chất lượng. Cùng với những nỗ lực nói trên, ngành nông nghiệp đã vào cuộc bằng việc tạo nhiều điều kiện thuận lợi để bà con phát triển sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, tham gia các liên kết để mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng nhiều mô hình để bà con nông dân tham khảo áp dụng. Thành phố Bảo Lộc là địa phương có nhiều lợi thế phát triển những mô hình nuôi trồng thủy sản thông qua sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng. Năm qua, hai mô hình nuôi cá leo với tổng diện tích 2.000 m2 đã được triển khai. Thực tế cho thấy sau khoảng 10 tháng, tỷ lệ sống của mô hình đạt 85%, trọng lượng bình quân đạt 1,5 kg một con. Tổng lợi nhuận đạt được của hai mô hình là 308 triệu đồng. Hiệu quả khả quan chính là cơ sở để ngành nông nghiệp địa phương khuyến khích nông dân tìm hiểu và nhân rộng. Trung tâm Khuyến nông tỉnh thì cũng đã đưa về thành phố Bảo Lộc có hai mô hình về cái nuôi cá leo trong ao đất. Thì nhìn chung là qua cái quá trình chăm sóc của các nông hộ thì hầu như là thấy cái con cá leo này nó cũng rất phù hợp. Như vậy, nhờ chủ động đổi mới trong đầu tư sản xuất nông nghiệp để mạnh ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu sản xuất hợp lý, nông dân Lâm Đồng đã hạn chế đáng kể những tác động bất lợi mà đại dịch COVID-19 gây ra đối với sản xuất nông nghiệp, góp phần tạo tính bền vững cho chuỗi canh tác, cung ứng nông sản ở địa phương.